Vào đây. Được à, 1 triệu à? 5 lít thôi, 5 lít thôi, bác bánh to đấy. Đây này. Đấy, quý các bạn trẻ thôi. Đây, 500 đây. Đây, em vào việc cho. Ấm chưa, ấm chưa? Đây, bốc cái rồi đấy, 1 triệu đây. Bỏ 1 triệu vào đánh 5 lít rồi mình bỏ 1 triệu vào tức là anh em tự biết đi thôi còn. Đấy. Ok chưa? Ok luôn. Ông lại đi ông ơi. Cần rồi. Bỏ rồi. Cần. Thêm 3. Thêm 3. 3. Ông bài ông đâu mà ông cầm cả bộ bài đấy? Úp rồi. Úp rồi thì ông bỏ bài ông đây. Đổi bài à? Bỏ. Bỏ 6 điểm bỏ. Chán cái gì đâu. Có điểm thì ăn thôi, không có điểm thì thôi. Ông thêm bao nhiêu mà người ta chẳng không đánh? 3 triệu bạc. 3 triệu bạc, đánh giỏi đấy. Bốc cái đi. Chưa? Đấy. Gà đi, gà đấy. Chưa? Thấy không? Ê, từ, không được chia kiểu này nhá, dừng lại đi. Đây, bỏ cái này xuống đây nhá. Chia đi, tiếp tục chia đi, nói thế là hiểu, chia đi. Bơ vào, chia chậm vào, không chia nhanh. Đây, tôi chả làm sao cả. Đấy, gửi nhá. Đấy, ca này anh em nhớ ca này nhá. Em đã đánh ảo giỏi đấy còn chia giỏi nữa, bỏ đi. Đó, nào thì cũng vậy thôi. Bạn này chặt thêm được không? Bây giờ đánh đi. Bước qua đây. Đây, bỏ. Bao nhiêu là cân nhỉ? 1 triệu. Cân. Không cân. 3 triệu. Ôi, đã đánh ảo giỏi xong lại. Rồi, bỏ. Các bạn này. Mấy điểm ông bỏ đấy? 8 điểm bỏ, còn ông thích đánh thì đánh, ông kể cả 1 điểm ông thích đánh, ông cứ đánh. Đi. Rồi lên. 8 điểm đây. 9 điểm. Bọn mày thấy chưa? Bọn mày thấy chưa? Vừa nãy tao cắt một con ca của nó đấy. À, không rồi, ảnh đấy, cướp đấy, thuyền cơ, nói mày đánh đi, okay. Tao đánh đi, đánh gì? 4 thằng đánh đi, 4 thằng đánh ra ngoài chơi, thôi, đánh đi, ngồi xem đã, chưa hẳn hoa chưa, đấy, cứ bình thường, ngồi xem là làm gì, thôi, đi vệ sinh đã, chia xong rồi đi vệ sinh, nhá, đen thật đấy, lên quy cả kích mà vẫn bị thua, ván đấy mà mình biết điểm của nó thì ngon nhỉ, biết điểm của nó thì nó là ngon mẹ rồi. Mình còn bỏ mà không mất nghìn nào nữa. Có khi phải đeo quả kính này vào thôi. Về lấy tiền là một phần thôi. Cái phần quan trọng nhất là đeo quả kính này vào. Để mà phải đeo vào cho nó nhìn biết bài điểm đối phương đánh cho nó dễ. Cứ lên quy cả kịch cái này mà nó có hàng cái này thì hỏng toang hết. Đúng không? Ban đấy mà có cái kính áp tròng mà nhìn thì mình không mất người nghìn nào đỡ thua chứ còn cứ đâm đầu vào mà đánh là hỏng. Để đeo vào đánh nhá. Này nhìn sao. Hai này, hai rô này, bốn bích này, được bốn này là bốn cơ, sáu cơ này, di bích này, con tép à, tám tép đúng không? Ok rồi. 6 4. Ok anh em đi cùng với tôi xem nào. Đánh đi lắm. Cần đây bỏ rồi. Đây. Đây. Đây rồi. Không cần à? Không cần luôn. Ngửa thôi. 4 4 ở nhà vẫn đánh bon nhỉ. Ông này từ nãy giờ chắc ăn hết còn gì nữa. Ăn gì? Ăn đi. Ăn được bán. Thằng này không có mình chắc ăn hết rồi. Gà ra này, chưa năm đi. Đây năm gì? Triệu đi. 500 về hơn vở nữa. Đây, bây giờ các ông bốc cái này, ai kia ông lại bốc, phải bốc đầu này, xong rồi khóa nó lại, đấy, như thế thì anh em yên tâm chơi được. Nhọc lắm, đau đầu lắm. Nó phải đúng thì thôi. Bỏ rồi. Cân. Ai dai, anh dai ơi, anh dai mưa ở đâu nhỉ? Ai cân? Tôi cân. 1 triệu là cân à? Cân à? Thêm bao nhiêu? Thêm 2 triệu nữa. Đây cũng cân thôi. Ông kia bỏ nhá. Đã bỏ lâu. Làm cái sao bỏ? Tôi có làm cái đâu. Tôi làm cái. Lên. Đánh bạc cứ xoay xoay ăn tiền mình, xấu thói thế. 3 triệu. Lên đến 3 triệu. Mình chỉ 1, ăn 2, tiền những người giỏi thôi. 3 triệu. Thêm 3 đúng không? Họ cân rồi, cân đâu ngửa ra mà ăn tiền. Đấy.
cân thì đây 8 điểm là đủ ăn thì cần gì phải đọc cả sáp. Được cái sáp cứ soi mình, ăn tiền mình ăn như thế thì ông đánh giỏi, tôi muốn ăn tiền người đánh giỏi chứ còn đánh giỏi thì ăn cái chịu khó mà dình mà ăn đấy, mình tĩnh không phải sợ, tôi tiền tôi tự lấy về nhá. Đây các ông bốc cái này, đây bốc cái này lên cả triệu kìa. Bốc cẩn thận trong ngày, trong ngày có người làm được bài ấy. Ông chia chậm nhá, có người làm được bài tôi nói thế là các ông hiểu, chia chậm như này này đấy. Làm cái gì làm được thì ăn đúng không, làm được nhưng mà đừng để lộ nhá. Vừa nãy là tôi thì gọi là đấy mà đã nghe tôi bỏ luôn cân triệu cân nhìn cái không chắc không cho bài. Người đi bài mày gì cơ, tôi biết ngay mà tôi không thêm hiểu không khôn đấy, đấy ông này anh tỉnh đấy, tỉnh cái gì bây giờ bỏ đi ấy. Bây giờ 7 điểm thì cũng thế thôi, người ta đây phải cắt kiểu như này này. Ông này cắt, ông này chia bài là phải cắt kiểu như này. Đấy. Đấy. Họ đánh chắc rồi. 7 điểm không thêm. Đủ các rồi, nộ rồi. Đủ các đòn luôn đấy các ông ạ. Nộ đổi nhá. Vẫn đổi đổi. Đổi thì đổi. Ông này đánh chung đánh thật thế. Bỏ. Ảo như thật, thật như ảo, không biết được nào một lần. Đấy là được. K 84. Lên tiếp đi, lên tiếp. Lên tiếp, sái lên tiếp. Đúng. Bao nhiêu rồi con? 1 triệu. Thôi bỏ tiếp. Đèn. Ôi xin rồi, quên. Ngửa ra cho mình bên dưới. Quên, 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 quên kệ. Còn đồng bài. Ngửa, con đẩy lại. 2 triệu. Tôi còn gắng ông ơi, 5 điểm bài, tôi cần đón ông. Tôi đừng có xem. 8 điểm quy rô. Số thoái đấy nhỉ. Mà đừng xem bài người ta, ông để bài đấy, ông cứ cầm ông, bài cầm tôi em. Đấy, ông xem cả tôi. Đây, phải cắt tiếp này. Đây. Đấy, chia đường ấy luôn. À chà, càng ngoài tí à? Ừ. Nhận luôn. Anh kia, 1 triệu cân đúng không? Ừ. Ui. Triệu lên 3 triệu. Mơ đánh cái đầu luôn. Mơ để cái đầu. 1 triệu lên 3 triệu là 4 triệu đúng không? Ừ. Thôi bỏ chắc cũ. Đấy bỏ ba đi. Ê, tôi ăn được cái gà ngoài. 4 triệu này. Đó. Ui. Ăn của mình. Ngồi mà ăn. Khôn quá. Khôn. Các bạn không khôn thì không lừa tôi. Vào đủ gà chia này. Chứ đủ chứ sao không đủ. Gà thôi này. Này. 1, 2, 3, 4 này, 5 này, 6 này. Nhà kia đâu? Điện thoại làm gì? Khổ thật đấy. Tắt điện thoại đi. Tắt tiếng đi. Đấy, cũng nhanh lên, cứ mất thời gian thế. Mất thời gian gì vậy đây đánh này. Ông này cắt đầu cắt đi. Có phải như thế, phải cẩn thận đúng không ạ? Ông này tính ông cẩn thận từ đời nào rồi, đánh với tôi bao nhiêu trận rồi. Không, nó phải thế chứ còn. Thế nào, 2, 4, 5, rồi ok. Đủ gà rồi, cái nào rồi. Rồi. Chịu rồi. Biết đâu lần nữa. Đánh đi cái bạn trẻ. Từ từ đã là lên bài đâu. Bạn soi mói. Không soi ai cả. Điểm thấp thế. Bạn này là vấn đề, các bạn phải để ý bạn đấy chứ đừng nói để ý tôi gì cả. Để ra chẳng tiền đây không ăn thì... Mấy là cân nhỉ? Mấy là cân? 1 triệu. 1 triệu là cân đúng không? Ừ. Thôi bỏ mẹ 6 điểm bài này. Bỏ 6 điểm bài đi bỏ á? Đây 4 điểm. Ừ. 4 điểm không ăn gà tôi đi, tôi 71 nha. 4 điểm. Ừ. Nặn lên cái chân Rika, lên con 6 đầu cánh này đánh gì chứ. Thêm 2 triệu á? Ừ. Thêm 2. Bỏ rồi. Nha. Đấy, chị ơi, cân thôi. Cân thì chắc chắn rồi. Đừng cân thôi. Cân chắc đã. Chắn là cân. Ừ. Cân là biết ăn này. Cân là dám ăn mẹ ơi. Ôi, chín đất rô. Ui. Chín đất rô. Ui, chín đất rô nhỉ. To lắm. May ừ. Mình cố gắng nặn lên 9 ca rô mà không lên. May thật. Chân áo từ đây. Đây đâu. Đây, đây, từ từ. Đấy. Trộn bài cho nó. Ông cắt cho ông này hơi đỏ đấy. Đỏ thì phải chịu chứ. Đóng ra này. Tôi cắt đâu, cắt đầu cắt đít như ông luôn này. Đấy, không phải cắt kiểu như thế. Đấy chỗ nào đấy? Chỗ nào cũng được. Chỗ nào? Ông chia chỗ nào cũng được luôn. Người giả gà. Ông cứ giả lai, ông ăn hết tiền của tôi, cứ hỏi nhiều. Ôi. Bỏ. Một tít. Bỏ. Đây 1 triệu cân. Tôi bỏ. Bài ông đâu 1 triệu cho anh, ông đấy. Đánh được gì đấy? Bài vứt đi nhìn. Này là từ nãy nó chưa đánh bao giờ. Ừ. Ăn đi. Vẫn giờ. Tám điểm này. Tám là to. Cú cháu này nó không biết đâu lần được vậy đó. Khôn lắm, hiểu không? Chưa đánh bao giờ
chưa đánh lần nào. Đây đây, để tôi bốc cái đi. Bốc cái. Nó cứ chờ giờ. Bốc kính từ từ. Mùi cứ chờ giờ. Chờ thời. Đấy, bốc kính như thế. Khóa đầu khóa đi tại. Nào. GQ4. Bỏ. Gần. Ui, ba chân. Bỏ. 3 con 8 thì ông cần nhỉ? Tết. Đi. Liêng bỏ. 7. Ồ. 7 tuổi gì? Thế Liêng còn bỏ nữa 7. Ui, 9 lại 9. Lại 9 lại hết vô thằng này. Chuyên hết vô nhỉ. Thôi mình không cắt cá, không cắt người khác cắt đi. Nhưng mà cắt tôi vừa cắt đây. Để ắt trong nhà. Đây đây. À không cắt à? Từ không phải cắt. Cắt người khác cắt đi. Nhà đôi 9 à? Đây. Tay kia dẻo lắm. Dẻo tay dẻo lắm. Như kẹo kéo, sợ thật. Cứ là chỉ là cho thuốc này. Phải cắt cẩn thận. Là mấy triệu cân? 1 triệu. 1 triệu cân à? Rồi đánh đi. 1 triệu cân. 1 2. Đánh đi. Thêm 4 triệu. Bỏ. Bỏ 6 triệu. Dạ, tôi bỏ rồi. Ông 4 triệu cân. 1 2 3 4. Sao lúc nãy bảo thêm mấy triệu? Tôi thêm 4 triệu đây, tiền đang đây. 4 triệu. Sao mới bảo kịch khung đánh 2 triệu sao giờ đây? À, thế này, ông này. Bảo kịch khung. Được rồi, đánh luôn. Lấy về 2 triệu. Tay đôi đánh bao nhiêu thì được? Lấy về 2 triệu nhá. Không có kịch khung 2 triệu đâu, đánh cả 4 triệu đi. Tay đôi đánh bao nhiêu trả được? Thêm 4. Đấy. Đấy. Ông cứ giả vờ vậy. Đâu. Ông cứ thằng anh ăn đi. Cần không mà ăn. Bỏ đi. Bỏ đi. Có đâu. Chà bài ơi. Sao đừng có đánh nhá. Một bài mất tiền nhá. Không chơi cái trò này đâu nhá. Không lật bài người khác là mất tiền đó. Cần mới được. Cái này quy cả ăn vậy. Từ. Bốc thằng này phải cẩn thận. Đây từ từ ra. Ngửa ra. Phải ngửa ra. Đây vào đây. Bỏ cái này bên dưới. Vào đây, vào đây như nào nó chia nhau. Ai biết được. Không có kịch ấy. Hắn này bốc như đây kể cả thợ cũng vậy, thợ đánh bung thợ luôn như đó em tất. Cân. Này cái cân à? Một triệu là cân đúng không? Thêm 2 triệu. 1 2. Thôi bỏ rồi. 3 điểm 3. Còn lại 2 triệu. Ấy chà. Ông này ít khi đánh không ạ? 10 điểm à? 10 cụ luôn đấy. Thêm mấy? Còn 2 à? 1 2 1 2 3 4 5 thêm 5. Cứ cùng 5 triệu nhá, tí nữa cãi nhau nhá. Cân. Cân thì bỏ tiền vào. Một, không cân mồm. 2 2 rưỡi 3 2 4 6 8 10 4 4 cú cháu này mới 5 cân đúng không? 8 8 gì? 8 ca bích. Ui 8 ca bích mày thế. Đây 9 đen xì. Đánh hướng nhỉ. Đánh có phải là dòng người ta từ từ ấy, cái ông cứ đòi ăn một phát ăn ngay làm gì có chuyện đấy. Dòng thịt luôn được. Không này ông cháu khi đánh thì đánh vào phải dòng hiểu không? Phải dòng. Phải dòng. Đây, em bốc cái đi. Xong bắn này là triển khai này. Triển khai đi. Phết đi, phết căng vào. Rồi. Đấy, thật tiền đã. Bỏ. Bỏ là đúng. Bài hay lên cái thế kiểu như này nhỉ. 993 thế thì bỏ. Bỏ. Triệu cân đúng không? Mình với ông cháu này thôi à? Thêm 3 triệu. Quê canh. Ăn luôn đi cả đi, của ông cả đấy. Sợ thật. Mỗi nhà có điểm thôi đúng không? 993 sợ thật. Bỏ gà đi, đủ gà kia nào. Thần thao đừng có nhìn trộm bài anh nhá. Nhà này đủ gà. Đấy, bỏ gà đi. Cái bỏ gà này. Đếm đang đếm. Đang cho ăn đếm nào. 1, 2, đây, 3, 4, 5 này. Đây, bỏ cái này. Đã xong. Ờ, xong. Đủ chưa? À. Chia đi. Cắt lên bài lại luôn. Thời gian cũ bài ấy. Trộn ít thôi. Không cắt để ông chia ít rồi. Hôm nay có nghề đấy. Nhanh như bạn trẻ ơi, các bạn nóng nắn mấy cái bài tay cứ run bật thì kia thì đánh cái gì. Kệ. Đây run như này đánh bật mấy thợ đấy. Nói thế là biết. Tiền đây này ăn đi. Mấy là cân nhỉ? 1 triệu cân. Cần đỡ vậy. Cần thì nặng sau. Chứ bây giờ nó bắt nó chờ nó lại chửi. Ôi trời. Tôi chả mất nghìn nào bán này.
phần 3. 4 triệu mấy cân? 4 triệu mấy cân. Đúng rồi. Thằng cu cháu này nãy giờ chả đánh thì vẫn nào. Chú em. À, ông đánh tôi bỏ rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 4 triệu. Thêm 1 triệu. Ồ. Có thôi. Tôi bao nhiêu cân? Ông 4 triệu. 5 triệu. 4 triệu. Ờ, ông 4 triệu cái nhỉ? Cân. Thua. Tôi mấy triệu cân? Nhà cân thua. Ông này thêm 3 triệu. 4 triệu. 4 triệu. 4 triệu cân này. 1, 2, 3. Thế 3 nữa. Thua rồi. 4 triệu cân này. Thua rồi. Ông giả vờ đi. Ông 5 triệu. 2 triệu. Ờ, 4 triệu thôi. Cùng chín với nhau cả thôi, có điều đâu nào. Ông này có 1 triệu cân thôi. Ông thêm 3. Thêm có 1 triệu. Đây thêm 4 mà. Ông này thêm 4 nữa. À? Ừ. 4 triệu cân. Ủa thế mình mấy triệu với cân? Cũng 4 triệu à? Ừ. Ông cũng 4 triệu. Đó mình. Cùng chín cả 3, thôi, có này thêm 4. Ông nào chín to hơn thì ăn thôi, liều thì ăn thôi chứ còn. Ông thêm lại này. Bằng nhau cả hết mà. Ôi đây này. Thêm 5 triệu. Ôi trời, là tôi tổng 9 triệu luôn rồi. Ừ. Cân thôi. Có là 1 cân. 3 4. Để thêm với tôi 5 triệu vào gì tôi chuyển khoản. Rồi. Uy tín chưa? Mấy triệu? Ông thêm mấy? 5 triệu. Thêm 5 à? Thêm 5 được rồi. Được rồi á. 5 triệu cho ông này. Thì chuyển tôi nhá. 5. Vẫn cho tài khoản cũ đấy. Tôi bảo được rồi là ông ngon rồi đấy. Gặp tôi có khách đấy. 1, 2, 3, 4, 5. 5 thêm 5. 3. Mấy điểm bỏ? 9 các cơ. Cùng 9 với nhau cả mà. Thua sâu lắm. Thế là liêng rồi. Thêm 5. Ông có bơ đánh cho tôi bơm cho. Bơm cho nó trục nó mới đánh. Từ đã xem như nào. Đúng rồi, này mới là thằng nguy hiểm này. Mùa sau ừ. Được. Thôi bán này mình cân kèo đi. Okay. Cân. Ừ. Nhà kia sao? Tôi không 5 triệu cân đúng không? Ừ. Nhà kia vứt tới 5 triệu cân. Là 10 nhá. Ừ. Thì chuyển khoản luôn nhá. 9 cả, thằng 9 thằng nào to hơn thôi. Cân ngửa 3. 5 triệu này. Ngửa đi. Tôi liêng bao năm thôi. Bắt trẻ. À, trà. Bao năm ngửa đi. Bao năm nữa? Ừ. Úp bao năm vào. Ui chính mày gì? Úi trời mày thế ừ. Mình. Ui, khó ca tim luôn. Ôi giời ông này là cái sảnh đồng hoa luôn đây này. Khó ca tim luôn sợ rồi. Ai đúng đấy ai chưa lại. Tôi 10 triệu nhá. Tôi gì đây? Kia chia. Ông này nhà này chính mày gì? Hết tiền hai nhà hết tiền đánh đấm gì nữa. Thôi nghỉ đi. Ông này tôi 10 triệu thì chuyển khoản tôi 11 triệu này.